Rồi, ok. Giờ chú mấy các bạn đi xuống. Em đang quay. Tí nữa chú sau. Không có ai đi xuống. Suối này, suối tiền đấy, tóc tiền đấy. Không phải. Suối tóc tiền. Nhìn đi, làm gì có không để suối này nhỏ chín, thế này. Nó có 9 bậc. Chỗ này mười mấy bậc? Chín, nó có 9 tầng, nó không mấy cái đếm bậc nhỏ là sao? Mình đi tiền. Mình buổi chiều về giờ nào cũng được, có điện có chuyện. Hả? Nước bẩn đây nó trong nhỉ? Nó trong. Đây đây đây, xuống đây này. Mở được cửa nhỉ? Mở ra không phải. Nhà mở được cửa nhau ra. Nhìn này mưa tuyến. Nhìn lưng. Thế này, dưới này đẹp này. Ở đây có tắm mấy đấy, tắm tiền đấy. Ừ. Ok, người tắm tiền kìa. Đâu? Kìa. Yeah. Đâu? Đúng to à. Mắt này. Tao phải nhìn thấy đấy tao mới zoom chứ. Mắt này còn zoom hơn cả máy ảnh nữa. Có ai có bình luận gì không? Mình zoom tận 50x mà. Nhìn trông được. Đây khung cảnh đằng xa. Thôi, chúc che chúc nữa. Dừng. Uầy, lúc cái lên này. À, vãi chưa? Cao nhờ. Thế này mà nếu mà đi bộ thì chắc chết. Không có đường đi bộ. Có đường toàn cây này. Họ không làm để thu cái này chứ làm đường đi bộ thì đi bộ hết à? Nhưng cái này hay, người ta làm như Yên Tử ấy, có đường đi bộ mấy đi bộ toàn đi bộ. Tử là lên chùa rồi nên có phần là bắt buộc là phải đi bộ. Có cát có một mà. Đoạn phải đi bộ, bắt buộc đi bộ có cát. Nhưng mà thích đi cái cát đi. Ui, chóng chóng mặt đấy, xe xe. Đây là cái thác này. Đứng đi đi cao nhìn xuống. Đây rồi đi máy bay. Chết rồi, quay tủ quá. Đẹp đấy. Bên kia có một hệ thống là chúng ta đi kia đang áp này. Đâu? Cây gì mình đâm rồi. Em nhớ. Đây là đường lên tiên cảnh. Sao? Trong này có 4 cái tiên tiểu rồi. Sau 2 ngày lang bạc. Chống mặt ghê. Tiền hết rồi. Cái này làm sao mà chơi trò cả giác mạnh được. Không, không ra nó suối cái được nhỉ. Xoay chú này. Nó suối cái được nhỉ. Wow. Ôi, giờ em đây bắt nhiệt. Vãi trưởng. Sao anh em mình làm một lần mổ. Chết cơ một ngày không? Khiếp. Đi chơi mà. Nó xây này, tải thật đấy. Khiếp, nó cứ dùng pháp dùng xây. Dùng nhỉ. Không, cái này là của mình xây. Cái này là của mình. Pháp khai hoang nó xây, xuống xây sẵn rồi. Xong đâu mình chỉ tôn tạo lại cho nó. Khi mình chấp thuận. Thế này là mình chỉ tôn. Bên đây có gì không? Có gì bảo nhá. Bên này có cây. Bên này cũng có. Ừ, úi cái tài. Bên đấy rộng hơn, bên đấy thoáng hơn. Ừ. Cao thế. Ôi chóng mặt ghê. Cái đoạn này xem trụ. Thế như mình đang may ấy. Wow. Ôi kìa, nghe chưa? Wow, nhìn cái đoạn này. Cáp treo dài nhất đúng không? Sâu hút. Đúng mà. Đây, sâu hút này. Cao này cơ mà, chỗ này phải đến 40 mét. Này bằng cái... Nhưng mà đá nó ở dưới chắc chết. Chỗ này chậm chậm dần này. Chỉ bằng đứng từ nhà dốc. A2 nhìn xuống thôi. Wow. Cái này 40 mét á. Thế là chỗ này phải hơn. Không cao bằng cái trụ ở Trần Thị Ní. À, thì sao mình đi mất bao nhiêu phút lên đến đỉnh. Ôi còn xa lắm, còn bao nhiêu cả. 3 phút rưỡi rồi. Kì đẹp này. À, đâu? Cái này sau này này. Quay được 3 phút rưỡi thì tức là được 3 phút rưỡi. Chú này. Đẹp này. Rồi, ok. Cái này đẹp này. Lấy cả rồi. Chuẩn bị thành tiên hết nhau. Ui. Cái cây gì đây? Cây gì đây? Cái sợ nghiêng đổ. Cây dương xỉ hỏng to đấy. Đâu? Nhìn thẳng xuống, trên có người nhìn xuống này. Đáng nhé. Đấy cái lồng. Cái lồng này nên người ta làm kính ở dưới này. Mình nhìn xuống luôn dưới nó cảm giác mạnh. Thế này là một kiểu một phần của dãy Trường Sơn. Kiểu như nó bị dừng lại. Nó đi chậm mà. Cho mình ngắm một gì nữa. Không phải, nó đang lên dốc. Càng lên cao. Đừng có hết pin lúc này. Chứ qua đấy hết pin. Không phải. Mày mang P2 của pin dự trữ gì vậy? Dân sĩ ác nhỉ? To quá. Quay sau nhìn ra. Có, quay hai đứa. Quay. Em giúp em quay, cứ quay từng đoạn một đi. Không sợ đầy thẻ. Còn 40 phút nữa. Vừa đầy thẻ mà vừa tốn pin. Đường này trên này còn nhiều đấy, chỗ đẹp lắm, cái chỗ làng Pháp. Làng Pháp thì chụp thôi, quay gì, cái chỗ này làng chụp. Làng Pháp đã xây đâu? Làng Pháp xây rồi. 2014 mà. Nó đang xây, đang xây dựng rồi. Đẹp lắm.
căn bản là ở đấy không biết dừng ở đoạn nào ấy, quay lại thấy cối cây cao thế. Cây cao nhở? Toàn cây cây nhìn trông rất là quý nhá. Ôi, bên đi kia sâu. Thân đấy. Thẳng. Wow. Chắc trong này là có gỗ xưa nhở? Đây là khu rừng nguyên sinh đấy. Thằng Nam chưa gì á, tính vào đây làm lâm tặc rồi. Ờ, thật gì? Ở đây rừng nguyên sinh ấy, chưa có tác động. À không, cũng chả gọi là nguyên sinh bởi vì nó xây cái này rồi gì. Nó xây cái này chắc là lúc nó hội nó khai hoang nó làm nó cũng khá đầy. Đùa. Cây hoa gì này? Ờ, chứ biết hoa gì. Ừ, đẹp đấy. Vãi cả cao. Ui, còn cáo nữa kìa. Chúng ta đã bước sang phút thứ 6. Chứ chẳng thấy có chỗ mà cái bản quyền quảng cáo trường mình có bà nà đấy. Ờ. Quảng cáo. Thác lên tận kia. Mình đã ngang mây rồi. Bây giờ mình như là các vị chư Phật. Mình cảm thấy sức khỏe nó đang hồi xuân lại. Cảm thấy trong người nó không bị sai lại. Không bị sai lại nữa thì. Không, sai lại nào rồi. Hoàng thì hết thăng. Hoàng hôm nay có thăng nữa không Hoàng? Thôi. Tao hôm nay bắt đầu làm tướng quân. Hàng giống là hàng chăn ngựa. Chăn. Thằng này này. Tự nhiên sáng nay nó bảo là chăn ngựa. Làm sao? Đâu chăn ngựa để quất ngựa. Cho hai đứa mày quất ngựa. Hình như còn mấy cái trụ nữa cơ. Đây đẹp thế nhờ. Ừ. Chỗ này phải khoảng độ 200 mét. À, từ ngọn cây xuống dưới đất còn một đoạn nữa cơ mà. Ừ, không rơi xuống không sao đâu. À, không rơi xuống là thành tiên luôn. vào ngọn cây chứ không sao đâu. Nhìn nó ngút ngàn nhỉ. Rơi xuống là đắc đạo luôn này. Cây đẹp dù. Cây này. Cây nhìn cái cây đẹp. Cái tầng đẹp nhờ. Ờ. Ở đây cây này. Ừ. Đẹp. Chưa. Hoa vàng nữa chứ. Không phải hoa sữa, sữa gì nó to này. Tao nghĩ đề nhiều cái sữa lắm. Cho họ ra đi. Sơn mù quá rồi. Không, vẫn đấy mà. Nhìn được. Thích cái này. Cái này nó bị đây này, nó đi như thế này nó bị đúng kiểu. Mình đi nó bị ngang mây này. Ví dụ hôm trời nắng nó rất là chiếu. Hoa đẹp chưa? Okay. Mỗi lần đi lên núi toàn leo bậc thang. Tê hết cả chân. Đi sương như thế này mới sướng. Vâng, đi sương là mới sướng nên câu nói tiếng của nàng. Cô nhìn. Đi cô đi chụp thứ 9 rồi. Chúng ta vừa bước sang phút thứ 8 mà máy gần hết pin, tổ sư nó chứ. Sắp lên đỉnh rồi. Vâng, chúng ta sắp lên đỉnh. Cố lên. Hình như là hệ thống dọc dọc này nó quay chứ không phải là cái không nhìn gì dưới cái tời đúng không? Không, cái dòng dọc cái dây giữ nguyên. Cái dây nó di chuyển ấy. Dây giữ nguyên. Chứ làm sao cái động cơ nó khỏe để nó có thể... Độ cao 704 mét. Dây di chuyển kiểu cái con thang trượt được chứ. Mình lên cổng trời. Dây di chuyển à? Cổng trời đấy. Cổng trời đấy, 704 mét rồi đấy. Wow. Độ cao 704 mét. Cổng trời. Vâng, anh Dũng anh nói lại độ cao phát. 704 mét. Chỗ này lại thấp này. Chỗ này là đỉnh đồi. Nó xuống dần rồi. Tính khi mà nước biển à? Vâng, thưa các bạn, chúng ta vừa đang đi trên trong cổng trời. Bước vào cổng trời. Bước vào cổng trời. Thảo đẹp. Chuẩn bị thành cõi tiên. Vừa chuẩn bị chúng ta đi qua cổng âm phủ. Chúng ta vừa trải qua phút thứ 9 đi trên cáp treo. Thế này thì lúc nó lũ về. Kể ra bây giờ mình thả mình ở đây, mình chắc xuống sót được. Rừng già này rất là nhiều động vật hoang dã. Cây cối thì tùm mình sẽ làm cái nhà trên cây. Tức là vào đấy để là thức ăn nuôi chúng nó hay gì? Đúng, tắc răng nam. Vào đấy mà thành khỉ. Cuộc sống hoang dã. Hai ngày. Cái đấy này. Wow. Này, nó bắt đầu đến bên gãi. Cây cao nhờ. Kia là mây, đừng nhầm mà cháy rừng. Nếu như cái rừng nào chứ, rừng ở đây thì Việt Nam có đánh Mỹ, có cả 10 thằng Mỹ vẫn đánh được. Video. Cho Nam, hai quả bom nhân. Nam đang nổ, kẻ nó nổ. Cho hai quả bom nhân. Không. Sàn bằng như này. Cao nhỉ? Đồ cái lúc kéo cáp lên chắc. Đầu tư bao tiền? Kéo qua rừng đúng không? Xong rồi kéo lên. Lại.